Em tên hỏi gì? Em Tuấn. Lê Anh Tuấn. Lê Anh Tuấn. Thì trung bình 280 827 652. Chú trẻ chú em 61 xe 2354 xe. Được với công ty gì em? Lê Thành. Lê Thành hả? Mấy người anh em hay một người. Ủa giáo gì anh? Nè, thử cái tính trước đi. Em làm à. Làm thử cái nổ này đi. Nè, nè xích qua đây nè chị ấy coi. Nè, được cái nổ cho làm mình đánh thử cái đó trước đi. Rồi, vô là cái ly nha. Vô được nào? Vô luôn. Có tạm không? Chạy thẳng được không? Chạy giao gạch hả? Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlog. Đang ở cái chỗ làm ha, nắng quá qua đây đi vòng vòng qua đây coi đoan cái công ty nè, không biết chừng nào mới xong đây nè, rất là lâu. Cái cây có cái cây này rất là mát nè, cây này của Fujifilm. Ủa chú biết mấy cái chỗ mấy cái phòng mấy ổng không? Có chú lên trển chưa? Chưa hả? Mà thấy đi đụng ta ngại quan tính lên thử mà sao thấy tùm lum tà la sợ không dám đi. Không có đi nè. Lên lầu đó rồi đi. Không biết thấy đồ người ta để tùm lum tà la cây đồ. Đi theo cầu thang nè, chúng đi theo cầu thang. Cầu thang bự này hả? Ừ, lên đó. Tại vì có cái chị ba dọn ở trên đó rồi. Đi chưa đi vòng đánh coi thử. Vì sao ông kỹ ông đi vòng ông coi á. Ông mới coi chỗ nào dơ. Bây giờ quét xong mà cũng bụi à. Thì hỏi chú là có ai để ở đây chứ? Sẹt của anh đây. Ô,